Dạ vâng ạ. Nhìn thấy bài tổn thương phần mềm Dạ thưa thầy, bọn em nhìn được ạ. ok, thế tốt quá. Không mệt gì. Dạ vâng ạ. Có các thầy mới đấy chứ bọn em chỉ nghe thôi. Nghe lắm thì nó buồn ngủ chứ gì thì chẳng mệt. Hôm nay chúng ta sẽ học hai cái bài, một là bài viết thư phần mềm và thứ hai là viết thư khớp. Thế thì tôi sẽ đi vào bài thứ nhất là viết thư phần mềm, vì ở cái phần viết thư khớp ấy, thì nó lại có liên quan đến một chút của cái phần viết thư phần mềm, cho nên là mình cũng nên hiểu là cái phần viết thư phần mềm trước để sang bài viết thư khớp thì nó dễ dàng hơn và nó nhanh nhanh gọn hơn. Đó. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu là như thế nào là vết thương phần mềm, đúng không? Vết thương phần mềm tức là vết thương là nó phải tổn thương của da. Đấy. Vậy thì tổn thương của đến mức nào của da ấy, thì lúc đấy mới gọi là vết thương. Đấy. Thế thì ở trên hình này chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc của da thì bao gồm đây có lớp epidermis này, đúng không? Thượng bì này, trung bì và hạ bì, rồi là dưới da, vân vân, đúng không? Đấy. Thế thì cái tổn thương mà nó vượt qua cái lớp tế bào đáy này này. Đấy, vượt qua cái lớp tế bào đáy này của da thì người ta gọi là vết thương phần mềm. Thế còn nếu mà những cái trường hợp mà nó không có vượt qua cái lớp tế bào đáy này thì lúc đó người ta gọi là tổn thương phần mềm đụng dập, vân vân. Đấy, tức là nó chưa có mất cái hàng rào bảo vệ của da. Thế thì trong vết thương phần mềm, đây là tổn thương tím thì sẽ có rất nhiều loại. Nhưng mà đối với một vết thương phần mềm thì chúng ta cũng phải xem là nó có bao nhiêu loại. Đấy, và người ta chia ra là 7 loại như thế này. Và 7 loại này thì người ta sẽ chủ yếu là dựa trên cái vừa là một cái giải phẫu bệnh, và hai nữa là liên quan đến cả cái sinh lý bệnh của nó. Xây sát, xé rách, rạch, lóc, cắt củng, cắt cụt, xuyên thủng và dị vật xuyên. Đấy. Đây là những cái hình ảnh mà nó mô tả những cái tổn thương, cái vết thương của phần mềm. Vết thương cắt cụt này. Vết thương bị lóc này. Đúng không? Xây sát này. Đây, xây sát này, đụng dập này. Xé này. Đúng không? Và vết thương xuyên. Đây là những cái hình ảnh thực tế. Thì trong đó thì có một cái, đây chúng ta nhìn có những cái loại vết thương gọi là vết thương xuyên, thậm chí có thể còn dị vật, như là vết thương do hỏa khí, thì là một cái dạng vết thương nó khá là đặc biệt. Khi mà cái tổn thương nhìn ở ngoài này nó có thể rất là nhỏ, cái lỗ đạn của vào rất là nhỏ, nhưng mà ở phía bên trong thì tổn thương nó có thể khá là nặng nề. Đấy, tại vì cái viên đạn nó mang một cái năng lượng khá là lớn, và khi viên đạn nó va đập, nó bị dừng lại đột ngột ấy, thì cái năng lượng của nó tỏa ra ngay lập tức. Đấy. Đặc biệt là nếu nó va chạm vào với xương chẳng hạn, những cái mảnh xương vụn này nó có thể được truyền cái năng lượng của cái viên đạn đó, nó tiếp tục nó bắn phá đi tiếp. Đấy. Nên tổn thương đáng đáng ngại nhất là những cái tổn thương vết thương do hỏa khí. Ngày nay thì ngày xưa thì chúng ta có cũng hay gặp những cái vết thương đó, cái thời mà còn pháo đấy. Đấy, tại sao người ta cấm pháo là như vậy? Cái pháo là không khác gì những cái vết thương do hỏa khí đâu, đó, nó cũng giống hệt những vết thương vật liệu nổ đấy, nó rất là kinh khủng. Ngày nay thì chúng ta chỉ còn thỉnh thoảng lắm mới gặp. Đấy. Trong trên thực tế lâm sàng chúng ta đi thì rất ít khi gặp vết thương do hỏa khí. Tất nhiên là vẫn có đâm chém nhau thì có, đúng không, nhưng mà những cái mà dường như dùng súng đạn cái thứ vân vân thì ít hơn rất nhiều so với ngày xưa. Thế thì cơ chế của đối với một cái vết thương do hỏa khí thì do vết thương phần mềm nó khác với cái tổn thương kín nó như thế nào?
Đây là thường là một tổn thương cấp tính và bao gồm một hoặc là phối hợp các cơ chế như sau. Đấy. Thứ nhất là cắt, cơ chế cắt. Thứ hai là cơ chế đè nén hoặc là cơ chế giằng xé. Hai cái cơ chế đè nén giằng xé này đều có thể gây ra cái vết thương phần mềm. Đấy. Và trong ba cái cơ chế này chỉ có cái cơ chế cắt này ấy, thì nó làm cho cái tổn thương phần mềm nó hạn chế nhất. Đó. Hạn chế là hạn chế về mặt giải phóng bệnh. Tí nữa tôi sẽ nói thêm. Đây. Tức là những cái vết thương mà do những cái vật sắc nhọn gây ra ấy, thì thường là có cơ chế là cắt. Đấy. Cơ chế cắt thì cái tổn thương lực tác dụng vào cái tổ chức thì nó nhỏ, tức là nó chỉ đi sâu đi xa thôi. Đấy không? Đấy. Chứ nó không lan rộng sang hai bên. Đấy. Ví dụ như là một cái vết thương bị dao cắt chẳng hạn, đúng không? Đấy thì chúng ta thấy là nó có thể cắt rất là sâu. Có thể cắt sâu đến tận xương, đứt hết cả thần kinh mạch máu vân vân, đúng không? Nhưng mà xung quanh đấy thì nó lại không không có có tổn thương phần mềm nhiều, đấy, đụng nhập vào tế bào không nhiều. Đấy. Do đó này nếu mà chúng ta phục hồi được lại những cái phần đó, khâu lại đúng không? Khâu lại cân cơ mạch máu thần kinh vân vân. Đấy, thì cái khả năng liền nó rất là cao. Khả năng nhiễm khuẩn sẽ giảm xuống. Đấy, và những cái biến chứng của nó ít hơn. Thế còn đối với những cái hai cái cơ chế còn lại là cơ chế đè nén và cơ chế giằng xé thì thường là do vật tù nó tác dụng lên. Và khi nó dừng lại như thế đấy, thì nó cái năng lượng nó tỏa sang hai bên và cái phần mềm nó sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Và khi phần mềm tổn thương nhiều hơn ấy thì cái nguy cơ gọi là mất nuôi dưỡng của nó rất là lớn. Đó. Ví dụ như là các em thấy là muốn 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 mình cắt một cái miếng thịt, đúng không? Cắt miếng thịt bò. Đấy. Muốn làm bít tết chẳng hạn thì cũng phải cắt cái miếng thịt bò ra. Nhưng để nguyên cái miếng thịt bò ấy mà mang ra rán lên thì nó rất là dai. Đấy. Nhưng mà nếu mà mang cái miếng thịt bò ra mà mình đập nát nó ra, đúng không? Đấy. Thì lúc này nó lại mềm mọt. Nó mất hết tất cả những cái liên kết đó. Đây tương tự như vậy. Thì khi mà cái vết thương mà nó đụng dập nặng như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải cắt lọc đó, và chúng ta cắt lọc như thế thì nó sẽ khuyết hỏng phần mềm rất là lớn. Đấy. Dẫn tới là nhiều khi những cái khả năng khâu nối lại là chưa chắc đã ổn. Và nếu mà chúng ta khâu nối lại mà cố gắng là kéo nó vào với nhau để cho nó chạm vào với nhau, nhiều khi là nó căng quá. Nó căng quá thì nhiều khi nó lại làm cho thiếu máu chính những cái phần còn lại. Đó. Dẫn tới là cái khả năng chậm liền vết thương là tăng lên đáng kể, và chậm liền vết thương thì nó sẽ gắn liền với cái việc nhiễm khuẩn. Và trong cái một cái vết thương phần mềm thì người ta cái biến chứng người ta vẫn đáng lo ngại nhất chính là nhiễm khuẩn. Thì người ta đã nghiên cứu là như này. Một vết thương mà với cái cơ chế bị đè nén là giằng xé, đúng không? Đụng dập ấy. Thì khoảng 100.000 con vi khuẩn trong 1 gram tổ chức thì có thể gây nên nhiễm khuẩn vết thương. Đấy. Nhưng đối với vết thương do cắt ấy, thì phải 10 triệu con vi khuẩn trong 1 gram tổ chức. Có khả năng gây nên nhiễm khuẩn vết thương. Tất nhiên tí nữa tôi sẽ nói nó còn phụ thuộc vào cái loại vết thương rồi là cái con vi khuẩn như nào nữa cơ, đúng không? Nhưng mà rõ ràng nhìn này chúng ta thấy là cái vết thương do bị cắt là nó phải gấp 100 lần cái vết thương kia, đúng không? Đấy, cái khả năng nhiễm khuẩn của nó giảm thiểu xuống 100 lần. Nên chính vì vậy mà tất cả những cái vết thương mà xử trí thì chúng ta xử trí bằng gì? Cắt lọc. Đấy, người ta gọi là cắt lọc vết thương phần mềm. Biến một cái vết thương bẩn thành vết thương sạch, biến một cái vết thương bị đụng dập, đè nén, giằng xé vân vân thành một cái vết thương do bị cắt. Thế sinh lý của một cái liền vết thương thì nó sẽ như thế nào? Thứ nhất là có một vết thương thì bao giờ cũng chảy máu, đúng không? Đấy.
Vậy thì việc đầu tiên là phải ngừng chảy máu. Đấy. Và chúng ta phải xác định cái nguồn chảy máu ở đâu rất là quan trọng. Chảy máu từ động mạch, chảy máu từ tĩnh mạch hay là chảy máu từ mao mạch. Đối với những cái chảy máu từ mao mạch là đỡ nhất. Đấy. Thế còn đối với những cái chảy máu từ động mạch thì cái nguy cơ mà thiếu máu ở phía dưới rất là lớn. Vậy thì phải chú ý cái phần này khi mà chúng ta sơ cứu vết thương. Quá trình liền vết thương như này. Thế thì sau khi mà ngừng chảy máu được thì xuất hiện các phản ứng mà là viêm. Đấy. Tất nhiên là muốn ngừng chảy máu thì nó phải có phản ứng làm đông máu. Vì vậy là không phải lúc nào cũng những cái vết thương mà nó khó khó đông, đúng không? Khó cầm máu ấy, thì đương nhiên là cái khả năng liền vết thương nó sẽ kém đi. Chúng ta cứ liên hệ qua, tức là những cái bệnh nhân như là rối loạn đông máu hemophili chẳng hạn, hay là những cái bệnh nhân mà xơ gan giảm tiểu cầu đấy, cái vết thương nó cứ dỉ máu thì cái khả năng mà liền vết thương là rất là kém, thậm chí nó còn không liền nữa cơ, nó toát ra đấy. Nên bắt buộc là nó phải ngừng được chảy máu. Chúng ta phải làm mọi cách để nó ngừng chảy máu tại chỗ thì mới 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 liền được vết thương. Và sau đấy thì ngay lập tức thì xuất hiện một phản ứng viêm với sự xuất hiện của bạch cầu, mà đầu tiên là bạch cầu đa nhân trung tính nó đến, sau đó rồi đến đại thực bào, đến nó dọn dẹp, nó làm sạch cái vết thương, rồi xuất hiện những cái bạch cầu gọi là chuyên biệt hóa, đúng không, để nó tấn công với con vi khuẩn. Đấy. Và nó tạo thành cái mô mô hạt. Đấy, mô hạt kèm theo những cái tạo mạch tân tạo, và cái mô hạt với mạch máu đấy, tân tạo mới đấy, người ta gọi là tổ chức hạt đấy. Đấy, tổ chức hạt. Tại sao là khi mà thay băng mà nó lên cái tổ chức hạt mà chúng ta cái thay băng mà vết thương nó hơi khô khô mà chúng ta kéo cái băng ra là tất cả những cái đấy nó rớm máu. Đấy, tại vì nó đang tạo mạch mới, cố gắng để nó liền lại, nó đầy trở lại. Cuối cùng là tổng hợp collagen. Đấy, collagen và kết dính để tạo sẹo. Toàn bộ cái quá trình đấy người ta sẽ mô tả bằng bốn cái hình ảnh này như này. Đấy. Đầu tiên là có một vết thương ngừng chảy máu này, sau đó là xuất hiện gì, một cái phản ứng viêm. Đấy. Phản ứng viêm nó đỡ rồi đúng không, bắt đầu xâm nhập các tế bào mô xuống, làm đầy dần từ đáy vết thương trở lên, tân tạo mạch máu này đúng không, kết dính tổng hợp tạo collagen ở đây và liền thành sẹo. Đấy là một cái quá trình liền vết thương một cách thông thường. Thông thường đấy. Tất nhiên là chúng ta thấy là trong tự nhiên thì có những cái con thú vật chẳng hạn đúng không, con nó bị thương đúng không, nó cắn xé nhau đấy. Và cuối cùng nó cũng liền được vết thương, chứ không phải là lúc nào nó cũng phải đi ra vào bệnh viện nó khâu được. Đó. Đấy. Thế thì nó muốn đẩy nhanh cái quá trình liền vết thương của nó thì nó làm cái nào? Đấy. Có những cái con vật là nó tự liếm cái vết thương ấy, nó dùng lưỡi nó liếm để nó làm sạch. Đấy. Có những con khác thì nó có kệ, nó để cho những cái con ruồi, con đầu tiên nó để cho những cái con ruồi, con bọ nó sinh sôi nảy nở đấy, nó ăn, nó làm sạch cái vết thương đi. Xong rồi nó mới 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 đầy lại cái vết thương đó, cuối cùng nó cũng đầy. Thế nhưng mà ở con người thì khác, đúng không? Đấy, con người thì người ta làm sao mà đẩy nhanh được cái quá trình này, đẩy nhanh lên. Đấy, thì muốn đẩy nhanh tức là người ta phải gì, làm sao cắt lọc được cái vết thương này cho nó thật sạch. Đấy, rồi làm sao khép hai cái mép này với lại với nhau, tức là người ta cắt lọc và khâu lại vết thương phần mềm. Đấy, thì nó sẽ làm gọi là nhanh chóng liền vết thương được hơn. Thế thì các vết thương thì sẽ gặp những cái biến chứng, và biến chứng như nãy tôi nói là biến chứng hay gặp nhất là biến chứng nhiễm khuẩn, là biến chứng hay gặp nhất, và chúng ta cũng chỉ tập trung vào cái biến chứng này thôi, các biến chứng khác thì ít gặp hơn. 6,5% các vết thương bị nhiễm khuẩn. Thế thì nhiễm khuẩn nó sẽ làm cho chậm liền, bội nhiễm sang cái tổ chức liền kề và có thể gây nên nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền suy giảm miễn dịch,
hay là đái tháo đường chẳng hạn. Đó, bệnh nhân đang dùng những cái thuốc mà nó có ảnh hưởng đến liền vết thương, đó, ức chế miễn dịch, corticoid. Đó, tí tôi sẽ nói thêm về cái đó. Các yếu tố nguy cơ đối với cái nhiễm khuẩn của một vết thương thì nó gồm những cái gì? Thứ nhất là sức khỏe hiện tại và các bệnh đã mắc ngay trước đó. Ở đây thì chúng ta thấy là cái gì? Sức khỏe hiện tại chính là cái câu chuyện mà tôi vừa nói, đó là bệnh nền đấy. Đó. Thí dụ như là một người bệnh mà phải uống những cái người mà chúng ta nếu các em đã đi các khoa nội rồi là khoa 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 huyết học rồi đúng không? Và những người bệnh mà người ta phải uống cái corticoid kéo dài ấy, nó sinh ra một cái hội chứng gọi là suy tuyến thượng thận đấy, đúng không? Rồi bộ mặt cơ sinh vân vân. Nhưng mà chúng ta để ý cái da của cái bệnh nhân đấy, đặc biệt những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là nhìn là mà uống corticoid kéo dài nhìn rất là rõ. Cái da nó mỏng tang, đúng không? Veo lên thì nó mỏng như tờ folie. Tức là cái corticoid nó làm ức chế cái tổng hợp collagen ở ngay dưới da. Làm cho cái nó rất là khó liền. Thậm chí có những bệnh nhân là chỉ có chân nọ đá với chân kia, chân nam đá chân chiều một cái là nó rách luôn da được. Đấy, nó đến mức như thế. Đó là rất khó liền. Hay là các bệnh đã mắc ngay trước đó cũng tương tự như vậy. Đó, ví dụ như là sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu, nó có nguy cơ gây chảy máu. Đấy, một ví dụ. Thứ hai nữa, phụ thuộc vào loại vết thương và vị trí vết thương. Ở đây chúng ta lúc nãy chúng ta có 7 cái loại vết thương đúng không? Thế thì rõ ràng là cái vết thương mà bị rạch vật sắc dễ liền hơn là một cái vết thương bị xé đấy, hay là những cái vết thương vạch nó ngược. Đây tôi quay lại cái hình ban đầu tí nhé. Đây ví dụ quay lại cái hình này, vết thương nó lóc như này, nó lóc như thế này, nhưng mà lóc này người ta gọi lóc vặt ngược đấy. Vặt ngược tức là cái cuống ở phía ngoại vi đấy, cuống ở đây, nếu mà cuống ở đây thì dễ dễ liền hơn đấy, tại vì là mạch máu là nó đi từ trung tâm ra phía ngoại vi. Thế thì rõ ràng là nếu mà có mạch máu đi ở đây thì cái cuống này là nó bị cắt đứt mất cái mạch máu nuôi cuống, đúng không? Nếu có chăng thì nó sẽ phải đi vòng, nếu có mạch thì đi vòng đây và nó nuôi nuôi ngược lại nếu có. Đó. Nhưng cái đấy ít lắm, ít khi có cái vòng nối kiểu như vậy đó. Đấy. Do đó là cái nguy cơ làm cho cái vết thương mà vạt ngược này, nó sẽ nguy cơ là nó chết cái vạt này cao hơn là những cái vết thương mà vạt xuôi. Chưa kể là cái câu chuyện là nó lóc, tức là bao nhiêu cái mạch xiên từ phía dưới nó đâm lên nuôi cái vạt này, nó cũng đứt đó. Thế thì rõ ràng nó sẽ khó khăn hơn nhiều đó. Đấy. Đấy, ví dụ về những cái mà vị trí và loại vết thương. Thế thì trong thực tế thì chúng ta thấy là những cái vết thương mà càng gần tim ấy, gần 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 về phía trung tâm ấy, thì nó càng dễ liền hơn, dinh dưỡng nó tốt hơn. Đấy. Các vết thương ở đầu mặt cổ thì chúng ta thấy là máu nó chảy rất dữ dội, nhưng mà nó lại liền rất nhanh. Đặc biệt là vết thương da đầu, nếu các bạn đã đi sáu trong năm ngoái thì cũng, năm 16 bây giờ COVID thì không được đi bệnh viện nhiều lắm đúng không? Không được tham gia vào những cái ca xem phẫu thuật tiểu phẫu, người ta khâu những cái vết thương da đầu nó rất là đơn giản và rất là chóng liền.
Nhưng mà đối với những vết thương mà thí dụ như là vùng 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 bàn chân, vùng gót chân chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta thấy là rất rất khó liệt. Và nữa là nó phụ thuộc vào những cái tổn thương ở phía sâu. Đấy. Tổn thương phía sâu. Ví dụ như là những tổn thương về thần kinh nha. Nó cũng là chi phối, nó có thể làm co thắt mạch. Nuôi. Dẫn tới là thiếu máu cho phía ngoại vi và phần mềm. Thứ hai nữa là nhiễm khuẩn nó phụ thuộc vào độ nhiễm bẩn. Độ nhiễm bẩn của một vết thương thì nó có ba thành phần cấu cấu thành của một cái độ nhiễm bẩn của một vết thương, thì bao gồm có vi khuẩn, dị vật và tổ chức hoại tử. Do đó mà khi mà chúng ta xử trí vết thương phần mềm ấy, đúng không? Thì làm sao cố gắng loại trừ tối đa những cái vi khuẩn, dị vật và tổ chức hoại tử này, càng nhiều càng tốt, đúng không? Đấy. Thế chỉ nói riêng với vi khuẩn, lúc nãy nói là cái vết thương bị xé thì nó khoảng là gì, 100.000 à, 10 đúng không, vết thương bị rạch là 100.000 vi khuẩn mới gây nên nhiễm khuẩn. Thế nhưng mà vi khuẩn đấy là một loại gì? Nó sẽ rất khác nhau. Đấy, một cái vết thương mà chúng ta bệnh nhân bị ngã ở trong bệnh viện, nguy cơ cao là gặp những cái con vi khuẩn mà nó kháng kháng sinh. Đấy, khác hẳn đối với những cái vết thương mà chúng ta bị ở gia đình. Hay là những cái vết thương mà ở vùng nông trại, hay là vết thương mà chúng ta lại bị khi mà chúng ta lội nước chẳng hạn này, cống cái rãnh cái thứ bẩn, thì cái nguy cơ mà gặp những cái con vi khuẩn gọi là yếm khí rất là cao. Đấy. Thì lúc đó nó gia tăng cái khả năng nhiễm khuẩn. Đấy. Dị vật và tổ chức hoại tử thì rất dễ hiểu, đúng không? Đấy. Nếu còn dị vật và còn nhiều tổ chức hoại tử ở đấy thì đương nhiên nó sẽ gì, không thể liền vết thương được, nó sẽ gây ra hoại tử, đúng không, gây ra nhiễm trùng, nó tạo thành ổ áp xe tiếp tục. Và cuối cùng nó phụ thuộc vào thái độ xử trí của cái vết thương đó, của cái vết thương chúng ta sơ cứu có đúng hay không. Nhiều khi là vào đấy một cái vết thương, thế là cứ đem oxy già với cả betadine ra để mà rửa vết thương cho người ta, rồi nghĩ là cái câu chuyện là chúng ta sát khuẩn cái vết thương ngay sớm thì nó sẽ diệt được vi khuẩn, nhưng mà là hóa ra lại không phải thế, tại vì cái con vi khuẩn lại nằm mắt thường nó có nhìn thấy được đâu, đúng không? Con vi khuẩn nó có thể nằm ở dưới những cái mà vết thương đó. Thì chúng ta cứ đổ những cái thuốc sát khuẩn vào, một là gây đau đớn cho người bệnh, thứ hai nữa là nó gây hoại tử tổ chức bản thân, ví dụ như cái oxy già. Bạn nào mà đã sờ tay vào cái oxy già rồi thì nhấc tay ra là thấy nó trắng này, nó thấy rát rát này, đấy nó gây bỏng, betadine đậm đặc thế. Ngày xưa bây giờ là còn khá đấy, bây giờ là có betadine dùng tràn lan thì tốt rồi, nhưng mà ngày xưa là thậm chí còn chả có betadine cơ. Ngày xưa là người ta dùng phải dùng cồn cồn iốt nữa cơ. Đấy, cái cồn iốt thì nó cháy kinh lắm, nó cháy tổ chức, nó làm hoại tử tổ chức, đồng thời đặc biệt là cả cái oxy già và cả cái những cái betadine hay là gì kem đổ nhiều vào nó đổi màu tổ chức, nó biến màu, biến màu thì đến lúc là mình cắt lọc cái thứ mình chả biết chỗ nào là lành, chỗ nào là không lành đấy. Đấy. Nên trong những cái sơ cứu phải hết sức lưu ý, người ta chỉ dùng những cái sát khuẩn là phía bên ngoài thôi, ngoài da thôi, trên da thì nó không gây 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 kích ứng gì cho người bệnh. Còn đối với những vết thương bẩn hở thì người ta rửa bằng nước bôi sinh lý đấy. Đó. Đó. Tiếp theo là bệnh nhân có được dùng kháng sinh dự phòng ngay hay không? Lúc đấy chúng ta thấy là sau 3 tiếng thì bắt đầu là con vi khuẩn nó hoạt động rồi. Sau 6 tiếng là nó sinh sôi nảy nở. Đấy. Thì thường là đối với những cái vết thương đấy người ta cho kháng sinh dự phòng ngay lập tức. Đấy. Thì nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên là
chúng ta cũng không thể nào mà dám chắc được là cái kháng sinh chúng ta cho có thể trúng con vi khuẩn đó, đúng không? Đấy. Nhưng mà ít ra là nó thông thường, đối với những cái vi khuẩn thông thường không có kháng sinh ấy, thì những cái kháng sinh dự phòng ví dụ cephalosporin thế 1, 2 đều có tác dụng cả, vẫn có tác dụng cả. Ở đây chúng ta thấy là có thể là tại chỗ hoặc là toàn thân. Tất nhiên là tại chỗ thì người ta ít sử dụng đấy, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng trong trường hợp tức là người ta rửa bằng kháng sinh đấy. Ở bên nước ngoài thì người ta có những cái túi kháng sinh, thường là người ta pha gentamicin đấy, trong những cái túi rất lớn khoảng 5 lít một túi, có pha sẵn gentamicin để người ta rửa, xối rửa liên tục vào vết thương, sau đó người ta mới băng lại để chuyển đến cái cơ sở y tế thực thụ, hoặc là trong lúc người ta đang chờ mổ, đúng không? Kỹ thuật và vật liệu cũng là một cái ảnh hưởng đến cái việc có nhiễm khuẩn vết thương hay không, đúng không? Đấy. Anh cắt lọc có đúng không? Đấy. Anh có cắt lọc đủ hết cái tổ chức hoại tử hay không? Hay là nhiều khi anh cắt lọc hết nhưng mà anh lại cắt quá đà, anh cắt quá đà thì anh cắt sang phần mềm, đến lúc là anh khâu lại nó bị căng thì tự dưng là cái vết thương nó khó liền. Đấy. Vật liệu cũng thế thôi. Đấy, bây giờ các em ở đây có bạn nào đi được được, được vào, vào phòng mổ chưa? Đi xem vụ mổ thứ hay là đi làm tiểu phẫu chưa? Lớp trưởng vào đây không? Có biết cái chỉ lanh là chỉ gì không? Dạ, sợi lanh ấy ạ. Ừ. À vâng, em có biết ạ. Ừ, sợi lanh để làm gì? Em không được đi phụ nhiều nhưng mà em thấy ở tiêu hóa mọi người hay có cái đấy. Ờ đúng rồi, chính xác, tiêu hóa hay cái đấy người ta làm gì? À, như Thắt cái nào? gì? Đúng rồi đấy. Tức là trong phẫu thuật tiêu hóa thì người ta hay dùng sợi chỉ lanh nhé. Đấy. Cái sợi chỉ lanh này là người ta chỉ dùng để buộc. Đấy, thế thôi, người ta buộc những cái mạch máu mà khi người ta cắt cắt dạ dày chẳng hạn đấy, đúng không? Đấy. Người ta khâu, người ta buộc, thậm chí người ta khâu cái miệng nối dạ dày ruột các thứ vân vân. Ngày xưa là người ta dùng chỉ lanh hết. Đấy, ngày xưa nó nghèo không có đủ. Thế nhưng mà nghèo đến mức là cuối cùng là đến lúc mà đến khâu 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 da người ta cũng dùng chỉ lanh. Đấy, khâu da người ta cũng dùng chỉ lanh. Thì là sai. Tại vì các em biết là những cái sợi mà bây giờ vẫn nhiều người gọi là đang khâu ra nó sai, ví dụ như là dùng chỉ saphin hoặc là chỉ vigrine 3040 để khâu da đầu rồi khâu vết thương phần mềm vân vân và vân vân đấy, đang tiện khâu ở ấy thì khâu luôn ra ngoài nhưng mà sai. Tại vì là cái chỉ đó là sợi tổng hợp, nó gọi là polyfin, tức là nó tết bằng rất nhiều sợi, À, dạ, chỉ đa sợi rồi. đa sợi, đúng rồi, polyfin. Thế thì đa sợi như thế thì rõ ràng là cái con vi khuẩn nó sẽ chui được vào trong cái sợi chỉ đó. Đấy, các em tưởng tượng là khâu da thì mà bằng cái sợi đa sợi ấy thì mình sát trùng qua cái ý nghĩa ở đâu, đúng không? Bôi quệt ở ngoài, thế đến lúc là con vi khuẩn nó nằm trong đó. Đến lúc mình cắt chỉ, mình rút cái sợi chỉ lên thì con vi khuẩn lại chui ở phía trong. Đấy, cho nên là người ta không có dùng những cái chỉ đó mà khâu da bắt buộc người ta phải dùng chỉ monofin, tức là nó chỉ có một sợi thôi. Thường thông thường là người ta dùng chỉ ni lông đấy, ni lông người ta ấy, vì là khi mà sát khuẩn đấy thì sát khuẩn mà cái bề mặt thì chắc chắn là nó sẽ hết vi khuẩn ở đấy, và lúc người ta cắt người ta rút ra không có ảnh hưởng gì đó đấy. Thì đấy là phụ thuộc vào kỹ thuật và vật liệu nhé. Đấy, như vậy thì nhắc lại tức là nhiễm khuẩn sẽ phụ thuộc vào các sức khỏe này, loại vết thương, vị trí vết thương này, độ nhiễm bẩn và thái độ xử trí. Đấy, trong thái độ xử trí thì nó có mấy cái mục đó. Thế còn đây là những cái biến chứng khác. Các biến chứng này thì chúng ta cũng có thể gặp nhưng mà nó ít đáng ngại hơn là cái vi khuẩn, nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn thì thực sự là chữa rất là khó khăn, đặc biệt là đối với gặp những cái con vi khuẩn kháng 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 sinh. Đó. Tại sao ở đây vẫn có thể gặp gặp hội chứng khoang ở trong một cái vết thương? Thông thường chúng ta biết là hội chứng khoang thì nó phải kín đúng không? Đấy. Nhưng mà khi mà một cái tổn thương phần mềm mà chúng ta khâu quá kín, đấy, máu nó tiếp tục chảy, vân vân,
thì vẫn có thể xuất hiện hội chứng quang. Đó. Đấy. Cũng giống như vậy thì trong 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 gãy mâm chày, gãy hai xương cẳng tay kín ấy, thì hay gặp hội chứng quang hơn là gãy xương hở. Gãy xương hở thì máu nó chảy ra ngoài thì mấy khi có hội chứng quang đó, nhưng mà khi chúng ta khâu kín lại rồi thì lúc đấy nó mới xuất hiện hội chứng quang. Cuối cùng là xử trí vết thương phần mềm thì mục đích là gì? Cái kỹ thuật xử trí vết thương phần mềm thì các em đọc cuốn sách ở đây tôi không nói lại để cho nó dài cái bài ra, nhưng chúng ta phải hiểu được một cái nguyên tắc này như này: biến một vết thương bẩn thành một sạch đấy, và tạo điều kiện thuận lợi để vết thương liền sẹo nhanh chóng. Thế thì nguyên tắc là như nào? Các vết thương phải được xử trí càng sớm càng tốt, trong vòng 6 giờ đầu. Vì sau 6 giờ, trong vòng 6 giờ đầu thì cái khả năng phát tán của con vi khuẩn là thấp. Đấy. Thế còn sau đấy thì có thể nó lây lan ra cho chỗ khác rồi. Nó có thể là cái nguồn để gây nên nhiễm khuẩn huyết. Đó. Loại bỏ tối đa các tổ chức hoại tử và các ngóc ngách của các vết thương đó, dị vật. Cái này thì nó liên quan đến cái độ dơ bẩn và độ độ nhiễm bẩn của một cái vết thương, đúng không? Bao gồm có vi khuẩn, dị vật và tổ chức hoại tử. Đấy. Và đây chúng ta làm gì? Không tổn thương làm tổn thương thêm các tổ chức lành. Như hôm nay tôi đã nói đấy. Đổ các chất sát khuẩn vào vết thương. Các em có thể rửa vết thương nhưng mà khuyến cáo nên rửa bằng nước muối sinh lý hoặc là betadine pha loãng ra. Cũng có thể rửa bằng oxy già pha loãng ra nếu mà trong cái trường hợp mà cái gì đấy, những cái vết thương mà nghi ngờ có vi khuẩn yêm khí ấy. Đấy thì chúng ta có thể rửa nước nước oxy già pha loãng, đúng không? Không nên cắt lọc quá mức. Cắt lọc quá mức thì chúng ta không còn cái gì để chúng ta khâu lại nữa. Đấy. Đốt điện cũng như vậy. Cứ thấy máu nó rơm rơm nó chảy là đốt cho bằng sạch, nó phải khô cong, nhưng mà cuối cùng khi chúng ta đốt như thế thì bản thân cái chỗ nó cầm, nhưng mà bản thân cái phần xung quanh của cái vết đốt điện đấy là nó lại hoại tử tiếp. Và cũng như vậy, không nên đưa quá nhiều dị vật vào vết thương. Chính là những cái việc mà chúng ta khâu quá nhiều vào đấy. Đấy, hay là một cái nút buộc người ta quy định là chỉ có, nhìn đến cái mạch máu ấy, người ta chỉ buộc có 3 nơ thôi, 2 nơ đầu người ta khóa là đủ. Thế đây 4 5 cái nơ, nó dài cả một cái sợi chỉ ra, chả để làm gì cả, vì 4 5 cái nơ đằng sau nó chả có giá trị gì cả. Trừ những trường hợp là như chỉ PDS hoặc là những cái chỉ mạch máu ấy là có nguy cơ nó có tuột ấy, thì lúc ấy người ta mới phải phải làm thêm nhiều nút đó. Chứ còn những cái sợi như sợi fibrin mà để khâu ấy thì người ta chỉ làm đến tối đa là 3 mũi. Và cuối cùng là phục hồi hình thể cơ năng thẩm mỹ tùy tùy thuộc vào điều kiện cho phép và không nên tối ưu hóa ngay từ đầu. Đấy, cái này rất là quan trọng. Ví dụ như là vết thương do súc vật cắn chẳng hạn. Vết thương do súc vật cắn thì về nguyên tắc người ta phải cắt lọc và 100% là phải để ra hở. Lý do tại sao? Tại vì mồm những mấy cái con súc vật ấy nó rất là bẩn, tạp nham ở đấy và thông thường là rất nhiều vi khuẩn yếm khí. Cho nên là nếu mà chúng ta khâu kín lại, đấy, ông nào mà lại còn nó cắn vào mặt xong rồi lại lại đem khâu thẩm mỹ là khâu khâu luồn dưới da kín như bưng thì thôi, thì nguy cơ cao lắm. Nó mà yếm khí thì nó tạo thành ổ áp xe nó có viêm mà nó không phá được ra ngoài thì nó phá sâu vào trong thì còn tệ hơn. Là cái câu chuyện chúng ta cứ để ra hở một tuần sau thứ nó ổn thì lúc đó chúng ta khâu thẩm mỹ lại đó. Nên phải lưu ý cái câu chuyện đó nhé. Tùy thuộc vào cái điều kiện cho phép và không được phép tối ưu ngay từ đầu. Thế đấy là cái phần của cái bài vết thương phần mềm. Có bạn nào có câu hỏi gì về cái bài này không? Để chúng ta chuyển sang bài 2.